Thưa quý vị, có những bệnh mà khi nhắc đến, làm chúng ta rất lo lắng, thất vọng, sợ hãi, chết chóc, đó là bệnh ung thư. Vậy Tây y, Đông y hay khí công có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư hay không? Vì sao có nhiều người đã khỏi bệnh khi tập luyện pháp luân công? Quý vị có thể xem ung thư có thể chữa trị được không? Số thứ 5 trong chuyên mục Sống Tỉnh Thức trên kênh Đắc Pháp TV. Hôm nay, chúng ta cũng đề cập đến chủ đề về bệnh, với những câu chuyện thực sự rất khó tin, nhưng lại rất huyền diệu. Đó là họ chưa từng tập luyện pháp luân công, chưa từng đọc sách truyền pháp luân, hay luyện tập 5 bài công pháp. Nhưng họ dần dần hồi phục sức khỏe, trong một thời gian rất ngắn, một ngày, một tuần, hay một tháng là khỏi bệnh. Câu chuyện thứ nhất, đó là cô Phùng Thị Minh, hiện đang sống tại Ba Lan. Trước đây cô bị thoái hóa khớp gối cấp 4 và trở thay khớp gối, đau đớn và khó chịu vô cùng. Rồi đến một ngày, cô xem biểu diễn thần vận. Step into a divine land full of ancient wisdom and timeless beauty. Kết quả là sáng hôm sau, cô không còn thấy đau khớp gối nữa và kể từ đó bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn. Thực sự khó tin. Nhưng đó là sự thật. Và còn rất nhiều người nữa, sau khi xem xong biểu diễn thần vận, đều có sự thay đổi về sức khỏe thân và tâm. Vì sao lại thần kỳ đến như vậy? Quý vị có thể xem câu chuyện của cô Phùng Thị Minh tại phần 3 trong chuyên mục Tu luyện chân chính, vượt qua nghiệp bệnh trên kênh Đắc Pháp TV. Câu chuyện thứ hai, bà Osna Gatt, 73 tuổi, một người Mỹ gốc Do Thái, đã nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 3 và chuyển biến nặng vào tháng 4 năm 2020. Sau đó bà niệm 9 chữ chân ngôn và đã khỏi bệnh nhanh chóng sau vài ngày. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Vì sao niệm 9 chữ chân ngôn lại có tác dụng tiêu diệt COVID-19? Nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ y khoa Đồng Vũ Hồng về bệnh truyền nhiễm ở Thụy Sĩ đã cho thấy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn sẽ giúp bệnh nhân nhiễm COVID-19 phục hồi nhanh hơn. Bà mô tả niệm 9 chữ này dễ học, an toàn và không mâu thuẫn với bất kỳ phương pháp trị liệu truyền thống vì nó là một phương pháp chữa lành bổ sung. Nó bao hàm một trường năng lượng tích cực và năng lượng này có thể đóng vai trò ngăn ngừa bệnh tật và duy trì thể lực. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã tự mình trải nghiệm trường năng lượng cao, mạnh mẽ này, nó có thể chuyển hóa thành hiệu quả chữa lành phi thường. Không chỉ bà Osna Gatt, mà còn có nhiều người nữa, nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, mà tiêu diệt được COVID-19. Quý vị có thể tìm hiểu, báo cáo nghiên cứu của tiến sĩ y khoa Đồng Vũ Hồng, và các cộng sự trên tránhkiến.org. Hiệu quả niệm 9 chữ chân ngôn chống lại COVID-19. Vậy còn niệm chân ngôn của các tôn giáo và tín ngưỡng khác có còn tác dụng hay không? Quý vị có thể tìm thấy câu trả lời đầy đủ nhất khi đọc sách truyền pháp luân của Đại sư Lý Hồng Chí. Thưa quý vị, câu chuyện của cô Phùng Thị Minh, bà Osna Gatt hay câu chuyện thứ 3 về anh Đại Bằng mà chúng tôi sắp kể ra đây, tất cả họ đều có một điểm chung. Là họ chưa từng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, chưa từng đọc sách truyền Pháp Luân, hay luyện tập 5 bài công pháp. Qua đó, chúng ta thấy rằng, Đại Pháp thật là huyền diệu và siêu thường, và uy lực của Đại Pháp có thể triển hiện khắp mọi nơi. Câu chuyện thứ 3, đó là anh Đại Bằng, hiện đang sống tại Trung Quốc. Qua chia sẻ của người dì, thì vào đầu năm 2021, Đại Bằng đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Và các bác sĩ tại đây cho biết, anh bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Các hạch bạch huyết của anh chứa đầy dịch ở bụng và bẹn. Một bác sĩ nói, anh ấy có thể sẽ không sống được đến Tết Nguyên đán, nếu dùng đến hóa trị. Nhưng Đại Bằng vẫn muốn chống chọi lại với bệnh tật, và yêu cầu được hóa trị bất chấp rủi ro. Tuy nhiên, như các bác sĩ đã cảnh báo, tình trạng của anh ngày càng tồi tệ hơn, sau khi dùng hóa trị, và anh đã phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đại Bằng và gia đình đã rất tuyệt vọng.
cháu gái đã gọi điện cho tôi để thông báo về tình trạng của chồng cháu và nói rằng cháu không nói với tôi sớm hơn vì họ không muốn làm tôi lo lắng và nghĩ rằng sức khỏe của Đại Bằng sẽ sớm bình phục. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Tôi cũng đã nói với gia đình cháu gái về lợi ích của môn tu luyện này và giải thích những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều đã hiểu chân tướng và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã nói với cháu gái rằng, con ơi đừng sợ, và nói với Đại Bằng đừng bỏ cuộc. Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ có thể cứu cháu. Kể từ bây giờ, cả hai cháu hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Nhiều người đã thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn này trong trận đại dịch COVID-19 năm ngoái và đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu. Hai ngày sau, cháu gái đã gọi điện thông báo cho tôi tin vui đầu tiên rằng các chỉ số của Đại Bằng đã được cải thiện và chồng cháu đã được chuyển sang khu chăm sóc hồi sức của bệnh viện. Chồng tôi là người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng đã phải thốt lên, thật là một phép lạ, thật là một phép màu. Cháu gái và chồng đã đón một cái Tết Nguyên Đán bình yên trong bệnh viện vài ngày sau đó. Các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của Đại Bằng một lần nữa và cho cháu xuất viện sau Tết Nguyên Đán. Đại Bằng đã gọi điện, thông báo cho gia đình ở quê rằng anh đã bình phục và đã được trở về nhà. Sức khỏe của anh đang dần hồi phục và cân nặng đã tăng lên một chút. Anh cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống anh sau khi anh niệm 9 chữ chân ngôn. Câu chuyện thứ tư. Cô tôi bị di chứng của bệnh huyết khối não và bị liệt, nên cô phải nằm liệt giường nửa năm nay. Khi tôi nói chuyện, cô đã khóc. Cô nói rằng bản thân đã nằm liệt giường và cảm thấy rất buồn. Tôi bảo cô hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô tôi đồng ý và đọc thuộc 9 chữ chân ngôn này. Trong vòng một tháng, cô đã có thể ra khỏi giường. Cô hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Khi chúng ta niệm những từ phước lành của Đại Pháp từ chân tâm, thần Phật sẽ lắng nghe và biết rằng chúng ta đang cầu xin sự giúp đỡ, vì vậy họ sẽ bảo hộ chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Khi cô niệm, cô sẽ trải nghiệm một năng lượng mạnh mẽ tích cực. Năng lượng tích cực này có thể thanh lý các nhân tố xấu gây bệnh và trừ bỏ bệnh tật của cô. Câu chuyện thứ 5. Một người em họ của tôi, ngoài 40 tuổi, bị nghẽn mạch máu não, không thể cử động tay và chân phải, miệng thì bị méo và nước dãi chảy ra. Vừa hay tin, tôi liền vội đến nhà cậu ấy. Tôi nói với em họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bảo cậu ấy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cũng nói với cậu ấy rằng những chữ này vốn có mang theo uy lực của Đại Pháp và có thể giúp cậu ấy loại bỏ tội nghiệp. Em họ của tôi gật đầu và không ngừng thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn hết lượt này đến lượt khác. Cậu ấy nói thêm, xin kính chào sư phụ Lý Hồng Chí, ngài là sư phụ của anh họ con nên ngài cũng là sư phụ của con. Tôi cũng cho cậu ấy xem một video chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. 3 tiếng sau, tôi nhận thấy mắt cậu ấy không còn bị lệch, miệng không bị méo và không còn bị chảy nước dãi nữa. Tôi lấy gương cho cậu ấy xem. Em họ tôi kích động, bật khóc và nói, cảm tạ sư phụ Lý Hồng Chí, cảm tạ sư phụ đã cứu con. Thưa quý vị, qua những câu chuyện trên, có thể trong chúng ta sẽ có người thấy khó tin và kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp. Thực ra đó chỉ là biểu hiện nhỏ bé về uy lực của Đại Pháp. Thực tế, có nhiều câu chuyện trải nghiệm về uy lực của Đại Pháp. Sư phụ Lĩnh Tiến Môn tu hành tại cá nhân hoàn toàn là dựa xem bản thân quý vị đối đãi với Đại Pháp như thế nào. Vậy ngài là ai? Vì sao ngài giúp con người thế gian trong thời khắc cuối cùng của thời kỳ mạt Pháp này? Chẳng hạn, có nhiều trường hợp từ nhỏ chưa bao giờ đi học, không biết chữ và giờ thì đọc thông thạo. Tại điểm luyện công, tôi chỉ có thể nghe các đồng tu đọc cuốn sách chuyển pháp luân. Dù tôi chăm chú nghe như thế nào, tôi cũng chỉ hiểu được một chút về Pháp. Điều đó khiến tôi rất lo lắng. Sau khi về nhà, tôi thưa với pháp tượng của sư phụ, con chưa bao giờ đi học
và con không biết đọc. Xin hãy giúp con. Ngày hôm sau, khi các học viên khác đọc, tôi nhìn vào các chữ, học cách đọc theo, và tôi nhẩm đi nhẩm lại nó trong đầu. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, cùng với sự gia trì của sư phụ và sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã có thể tự đọc các bài giảng pháp của sư phụ. Quý vị có thể xem thêm nhiều câu chuyện trải nghiệm về uy lực của Đại Pháp trên vn.minhui.org và chánhkiến.org. Thưa quý vị, vậy Ngài là ai? Vì sao Ngài giúp con người thế gian trong thời khắc cuối cùng của thời kỳ mạt Pháp này? Nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp, đắc được thân người đã là chân quý, đắc được Đại Pháp còn chân quý hơn. Hãy thức tỉnh bên trong con người bạn. Hãy chân quý thời khắc cuối cùng này. Vậy Đại Pháp đã hồng truyền như thế nào? Quý vị xem vì sao Pháp Luân Công hồng truyền vào thời kỳ mạt Pháp số thứ 11 trong chuyên mục Sống Tỉnh Thức trên kênh Đắc Pháp TV. Hãy theo ta hạ thế, cứu độ chúng sinh. Hiện nay, có trên 100 quốc gia và hơn 100 triệu người đang thực tập mỗi ngày theo đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện, là đại đạo vô hình, phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế. Pháp Luân Đại Pháp đang ở cõi người, gần hay xa, đều là duyên phận. Quý vị hãy cho mình một cơ hội tự mình tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Vậy học Pháp Luân Đại Pháp như thế nào? Học Pháp Luân Đại Pháp cần phải vừa tu vừa luyện, vừa tu tâm tính, vừa luyện 5 bài công pháp. Tu tại tiên, luyện tại hậu, đặt tu tâm tính lên vị trí hàng đầu, tu tâm tính là điều then chốt nhất. Thứ nhất, tu tâm tính. Quý vị hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân và cùng các bài giảng bổ trợ khác trên vi.folandafa.org. Thứ hai, luyện 5 bài công pháp. Quý vị hãy đọc sách Đại Viên Mãn Pháp. Đại đạo là trí giản trí dị, động tác đơn giản dễ luyện, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy uy lực, và trong đó có một bài tĩnh công thiền định. Luyện 5 bài công pháp, tức khắc đánh thông những chỗ năng lượng bị ư tắc trên thân thể, hấp thụ một lượng lớn năng lượng vũ trụ, trong một thời gian cực ngắn có thể bài trừ vật chất phế thải trong thân thể, tịnh hóa thân thể. Nó cấp cho người tu luyện thuận tiện nhất, nhanh nhất, tốt nhất, và cũng khó đắc nhất. Ngoài ra, quý vị lưu ý khi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Thứ nhất, đây là quyển sách có cách trình bày không như sách thông thường khác, từ câu chữ cho đến ngữ pháp. Càng đọc nhiều lần sách Chuyển Pháp Luân, thì sẽ nhận ra nội hàm cao hơn và sâu hơn. Thứ hai, buông bỏ các nhân tâm hay quan niệm nơi đời thường khi đọc sách thì mới có thể nhìn thấy pháp lý chân chính. Chẳng hạn, có người khi đọc sách nhưng cứ ôm giữ một loại nhân tâm nào đó, muốn đo lường đại pháp, chỗ này giảng đúng, chỗ kia giảng không đúng, chỗ này tôi đồng ý, chỗ kia tôi còn có cách nghĩ khác. Pháp là nghiêm túc, là không cho phép con người đến đo lường như thế. Hãy dụng tâm khi đọc sách, pháp lý chân chính sẽ triển hiện cho chúng ta. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với các tình nguyện viên của Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam để được tư vấn và hướng dẫn học miễn phí. Trân trọng và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.